Chào mọi người nhé, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nước Văn Lang nhé. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta biết được vấn đề đó. Trong hoàn cảnh nào vào cuối thế kỷ thứ 10, cái thế kỷ thứ 8 à, đến đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có những thay đổi lớn hơn gì? Hình thành các bộ lạc lớn sản xuất phát triển, mâu thuẫn giữa người giàu người nghèo nó nảy sinh, sản xuất gặp nhiều khó khăn, lũ lụt hạn hán. Mình bị giống với loại này tôi chết rồi. Theo chuyện Sơn Tinh có tác động dần dần tạo sự cố gắng nhân ta chống lại thiên nhiên bảo vệ mùa vàng Sơn Tinh Thủy Tinh. Để chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên người dân lúc đó đã làm gì?
Rồi. Thanh gióng ở dao găm nó đồng ở Đồng Sơn. Các loại vũ khí ở trong nói lên điều gì ạ? Mới liên hệ các loại vũ khí đó với thanh gióng, nó nên sự phát triển yếu chúng tôi chúng tỏ trong xã hội có sự tranh chấp xung đột giữa các vùng khác nhau. Ôi sức trẻ nhớ giải chung đủ sức phù động vươn lên bẫy gặp ngàn cân cưỡi ngừng ở sát bay phun lửa nhổ bụi tre đuổi giặc ân khen khen nhà nước Vân Nam cho phân tích nhà nước Vân Nam trả lời cho hoàn cảnh như thế nào sao có sự phân chia giàu nghèo. Chẳng cho mày bát nháo nghèo cuộc sống nông nghiệp bản lũ lụt đe dọa giữa các vùng với sự giao lưu xảy ra tranh chấp xung đột bên ngoài đe dọa sự ra đời của nhà nước đã được